Vâng, xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì hàng về ngập kho. Em chưa dọn kịp được loa VBK thì hôm nay cứ đóng tèn lua luôn. Nghĩa là đóng tèn lua là gì, là hôm nay là dọn riêng, hôm nay là đóng 10 quả này rồi. 10 quả này đi ship lẻ với các đứa, nhưng hôm nay em tiến hành test chất âm đối quả súp này, có được là súp cực kỳ chất. Mà đây là dòng súp mời có thể hay nhất trong phân khúc bắt 30 mà từ trước đến nay em nhập các nhá. Từ trước đến nay em nhập. Và dòng này rất là hiếm thị trường các nhá. Và lưu ý đây, những quả súp đẹp tuyển chọn tại đơn vị Mino, khi hàng đẹp tuyển chọn bác này. Tem mang này. Đây là dùng sử dụng bát của nó, bát sản xuất tại Mỹ thôi nhá. Đấy không ạ? VBK. Bích từ trắng. Đấy. À, tiện hôm nay em về Array này. Array thôi nhá, Array của DB. Thì có biết thì bên em bán cả Array thôi nhá, các lưu ý cho em, bán cả Array. Bán đổ buôn cả xỉ cả lẻ. Thì riêng Array này em hôm nay em về nhà hãng mới chuyển sang được hơn một bộ tí, để hai cặp súp kép cho Array đây. To lắm các bạn, tốn diện tích lắm. Thì mới cộng với là 6 cặp Array. Thì em lắp là hai bộ, ngày mai em sẽ lắp một bộ ở Yên Bái. Yên Bái em sẽ lên clip cho các bác nhá. À ngày kia, xin lỗi ngày kia. Và ngày kia sẽ lắp một bộ ở Linh Bình. Có hai bộ. Lắp hai bộ em sẽ lên clip cho các bác anh em. Array DB đánh ở phân khúc tầm đầu tư tiền là rất hợp lý các bác chơi. Và thu hồi vốn cao, và cái đâu ta điểm nữa, dòng DB được bảo hành 2 năm, kể cả cháy, cháy bát, cháy chép, cháy súp, bên hãng đều được đổi không nhá. Đổi đây đổi bát, đổi chứ không phải đổi cả cái thùng này mà đổi cái bát không nhá. Đấy các bác yên tâm, anh em đi sùng rất thoải mái luôn. Chất lượng lắm các bạn, thật sự luôn. Và quay vào đây hôm nay đó, sản phẩm chính hôm nay nó quả súp. Thì đây hàng đây các bác nhìn này. Hôm nay đóng chục quả này vãn luôn, hôm qua xếp ù ra đây thì hôm nay đóng vãn này, đấy còn có một hàng trong nhá. Hàng trong là còn khoảng 20 quả. Té lu ở đây nữa thì còn khoảng 20 quả là cùng thôi. Mới đóng hơn chục quả rồi. Đấy. Quay giới thiệu đến toàn các bác ở kho chật trội nhưng mà người thật việc thật. Đây một quả thì đây là bụi bặm này thôi, đây một quả sau khi em Hiếu Minh tả tuốt thì bác nhìn này, đẹp như ngọc trinh luôn, bác thấy chưa? Tại vì nói bụi bẩn thì mình chỉ xịt mỗi lọ, mua lỗi lọ sơn, lấy anh lọ sơn còn đừng có vỏ sơn không? Có, mua mỗi lọ sơn xịt một cái thôi, còn sơn nó vẫn là sơn zin mà nhá, lọ sơn xịt đi, đó là gì? Bộ đen VBK bác nhá, SVK V12, công suất là 300W bác nhá, đánh phù hợp cho không gian từ 25-30m, mua mỗi lọ sơn. A22 xịt lên cái lớp gọi là lớp phủ bóng thôi, phủ một tí thôi là đẹp ngay, và được đẹp tả là lướt luôn cả căng này, đẹp long lanh nhá. Đấy, tuyển chọn bác đối dòng súp này cho chất âm rất là hay. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm. Thì trước khi giới thiệu test chất âm thì em giới thiệu sơ qua về dòng súp này cho những bác nào đang tìm hiểu, đang chơi, đang biết thì báo giá luôn. Thì hiện tại một quả súp này em mình bán là 3,5 triệu, em bao ship, mua tại cửa hàng bớt 200 còn 3,3 triệu. Mức giá cực tốt đối với quả súp này. Bác mua những quả súp ở thị trường bao nhiêu? Bác mua những cái dòng súp thông thường thị trường anh em toàn dã 4 triệu hơn 4 triệu quả súp này. Còn quan trọng sử dụng của bát nhập khẩu. Bát nhập khẩu nha bác nhá. Meduera Bích Tử Kép. Dòng này sử dụng hai côn nhá, nên tiếng tí nữa em đánh cho bác nhìn cái màng này, nó hoạt động nào và tiếng súp sâu thế nào. Bác nhìn này, con này sử dụng hai côn, côn bên trong nó côn 76 và côn bên lỗi bên trên này nó côn chắc côn 63 em đoán như vậy. Nhưng hai tầng côn. Khi hai tầng côn vậy nó thì hai cầu. Thành ơi, nhấc anh với, nhanh lên. À Dương được. Nhấc lên cho anh. Nhanh lên. Bác đều không ạ? Hai tầng kẹp này, hai kẹp. Hai tầng côn nó zin đét luôn. Dây giờ nó cuốn vào này. Đấy, màng này đẹp, xuất sắc nha. Cái này thì nó bám tí bụi đây thì em chưa vệ sinh này. Màng này mỏng bằng chống nước luôn nhá. Màng chống nước này. Cứng đơ, thấy không ạ? Gân thì gân và cao su, keo nguyên zin bác nhỉ. Keo nguyên zin nó ép vào này. Bên trong dây đây ạ. Đây dẫn vào đây. Đấy, ống kết hợp viên trước không lo chuột bọ nhá. Đấy. Với giá rất tốt sale cho bác luôn nhá. Anh em thấy một số anh em bán thị trường những quả súp này bắt 25 thôi anh em động giá tầm 3,2 triệu rồi. Được bắt 25 nhá. Còn anh em đấy còn đâu em bán là 3,3 triệu đồng giá tại cửa hàng. Bao ship 3,5 triệu coi nhá. Có chân cọc ở đây, chân cắm, chân trống. Thiết kế rất là gọn luôn. Có thước không Thành ơi, đấy xem có thước không? Có quên hôm qua không đo thước rồi. Đo thước thì qua biết kích thước đừng khéo rơi. Nhanh lên. Quả súp này có thể là đáng chơi. Các bác nhanh tay nhá. Chắc em quay nốt clip này chắc cũng hết thôi. Hứa thì dòng súp bát 30 bích từ kép này này. Nó từng quả súp 40 mà nhá. Từng quả súp 40 bác ạ. Vì súp 2 tầng côn mà. Nó cũng hưởng. Không. Đo thùng này. Sâu. Sâu là 33. Ngang. Ngang là 53.
Cao. Nghe con này bác để dựng đứng được hay để nằm được? Em để kiểu này được hay bác dựng kiểu gì cũng được. Cao 38, 39. Nghe em đo 3 chiều, một chiều là 39 nhá. Em đo 3 chiều để bác biết là cái kích thước thôi. Còn đâu nghe bác thích dựng đứng này, của chân này. Đứng được để nằm được nha. Con này nó đa năng, để kiểu nào cũng được. Thiết kế rất gọn và sâu. Công suất đánh dòng này đánh tiếng rất là hay không nhá. Thành đâu bật cho anh phần nhạc thế nào. Có bỏ cái này rơi rồi. Bật anh nhạc. Lẹ lên. Ờ, nghe thưởng thức nhá, em đánh ngoài trời này. Nếu mình em thì mình đánh ngoài trời nhá. Đánh ngoài trời ngoài kho thì mình luôn. Ngày mai về hàng tiếp, đợt này về hàng chắc em chỉ review cố gắng 2-3 ngày review một lô. Hàng về nhiều quá. Bản thân cái hàng mới này cũng đã review được bao nhiêu hàng mới nó review đâu. Không review kịp được ạ. Ôi trời ơi. Mà để không ạ? Không biết điện thoại của mình gờ thu hết vào không bác nhìn không ạ? Đánh nó không bị đuôi đâu nhá. Súp xịn. Đánh không bị đuôi bác, cái màng hoạt động chưa? Trời ơi. Bác để cái màng hoạt động chưa? Mở nó không bị đuôi nhá. Bình thường các dòng súp thông thường mà đánh như dùng cái màng như này á, có đuôi ngay. Trời ơi. Em quay vào điện thoại sợ ù nó bác nhá. Lại quay sát quá. Đấy, em co về rất là xa, em đứng rất là xa rồi đấy. Để zoom lại nhá. Có trong cái màng ấy, bác nhìn cái màng hoạt động nhiều. Chất động. Bát sâu lắm, nó không bị đuôi nhá. Tiếng rất ấm luôn. Bác về mở ra. Em cam đoan bác về cứ mở ra xúc của bác ấy. Mở mở cái màng rung như này, đánh mạnh như này. Em thật sự luôn có đuôi luôn. Chỉ test một đoạn thôi, bên cạnh có trẻ nhỏ các bạn. Đấy các bạn nghe. Tại sao em nhấn mạnh, tại sao những quả bút súc bãi các bác càng chơi nó càng hay, vì cái gân này nó mềm ra đánh nó càng hay. Mà cái hàng xịn ý, đánh nó không bị súng tiếng, nó khác với những dòng OEM thông thường. Nó khác với những dòng đặt tên, các nhá. Nó khác với những dòng trôi nổi thị trường và cái mức giá tốt đưa đến tận thể các bác anh em chơi. Các bác mua với giá em đang chào đây, các bác chơi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa nó còn bao nhiêu, em vẫn thâu bác nó thật sự luôn. Nó hao có vài trăm nghìn đồng, đáng bao nhiêu đâu. Đấy, hôm nay em hiểu mình test chi tiết đến quả súp này. Các bác nhanh tay nhá, vì số lượng hết hôm nay em đóng đã chục con rồi, hơn chục con rồi, mười mấy con. Hôm nay đóng tí nữa ship mấy con nữa gửi những bác nào nhận được hàng nhá. Hôm riêng hôm nay nó để nó dễ này, vì em hôm nay còn không có danh sách. Nhưng những bác nào nhận được hàng hôm nay cho em một like comment ở bên dưới nhá. Nhận hàng hôm nay những quả súp này, cho em comment và like bên dưới cho em comment, tại thế nó thực tế luôn. Vì các bác nhận được hàng, các bác mua trên kênh nghe, bác mua hàng bởi đấy, bác mua cái hình ưng ý đấy, bác nhắn cho em trên kênh đấy. Đây là một clip em test chất chi tiết đối với quả súp này, anh em có nhu cầu nhanh tay liên hệ lên mình, gửi mình đồ nhé. Quả súp bãi xịn sò đẹp xuất sắc đây. Sau khi này được lau chùi đây, đẹp chưa ạ? Đấy.